Chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa người trong bức ảnh bằng ứng dụng Snapseed và ứng dụng PixArt nha. Ứng dụng Snapseed thì chỉ xóa được những cái nền, những cái mà ảnh có cái vật mà nó nhỏ hoặc là cái nền đằng sau nó đơn giản thôi, còn ứng dụng PixArt thì có thể làm được cả cái nền phức tạp nữa. Mà đầu tiên mình sẽ làm hướng dẫn lại cho các bạn làm bằng ứng dụng PixArt trước nha. Đây là cái ảnh mà bạn nhờ mình xóa những người đằng sau. Ui, các bạn này sao nhìn như chụp có lợn cả ma vào này. Bạn này, nhưng mà ảnh gửi qua Facebook cho nên là hơi vỡ một chút nha. Bạn này có vẻ cục đe vậy, chả không có ngực ấy. Đầu tiên thì các bạn vào phần công cụ này rồi chọn cái nhân bản ấy. Chắc tại video trước thì mình cũng ra rồi nhưng mà có vẻ là các bạn cũng không hiểu lắm. Có nghĩa là mình sẽ chọn một điểm trong hình ảnh này để thay thế vào vị trí còn lại. Đầu tiên thì ta bấm vào cái phần này này, ta bấm vào chọn vào cái vị trí mà cần sao chép ấy. Sau đó ta quét qua này này thì nó sẽ sao chép lại cái phần đấy. Đây là nguyên lý hoạt động của cái này. Tất cả cái xóa này đều như vậy. Nhiều những cái ảnh nâng cao thì chúng ta sẽ dùng cái phần thêm ảnh ấy. Có nghĩa là ta sẽ dùng cái phần này để bù cho phần kia trong bức ảnh. Còn những cái bạn mà ví dụ như bảo là có cái chữ hay cái gì đó che ảnh rồi nó bị làm mờ mà các bạn bảo là khôi phục của em ấy thì mình không làm được. Tại vì cái này nó chỉ là kiểu là mình lấy phần này đắp cho phần kia thôi chứ mình không thể tự vẽ ra được. Hoặc là mình không thể khôi phục được những cái mà người ta đã làm, đã xóa đi rồi. Tại vì nó chỉ là hình ảnh thôi chứ nó không phải là, nó rất là khó làm. Cái này mình sẽ làm thôi nhanh đoạn này qua cho các bạn nha. Cái ảnh này thì làm khá là dễ. Tại vì nền nó rất là đơn giản. Những cái nền ở biển này thường nó rất là dễ làm. Ngoài ra thì mình nhắc một cái mẹo nhỏ nữa là các bạn là nếu như các bạn sử dụng ứng dụng Snapseed để xóa ấy, tức là ứng dụng này, thì với những cái nền mà có những người nhỏ như vậy thì càng dễ xóa nha. Tuy nhiên thì những cái nền nâng cao nó không thể xóa được. Những cái bức ảnh mà ví dụ muốn xóa người, những cái chỗ nhỏ nhỏ như này, người nó nhỏ như này, nó chiếm vị trí nhỏ trong bức ảnh thì rất dễ xóa. Đầu tiên thì các bạn mở ứng dụng này lên thì bạn chọn vào cái công cụ này rồi chọn cái chỉnh sửa. Cái này thì có thể xóa được mụn nước các kiểu làm đẹp nha các bạn. Các bạn chỉ cần tô lên cái phần cần xóa, nó sẽ tự động xóa. Tuy nhiên thì nó chỉ xóa được những cái nền đơn giản thôi nha. Mình nhắc lại là nền đơn giản. Nền đơn giản ở đây là như thế nào? Là những cái nền mà phía đằng sau nó không có quá nhiều những cái hình ảnh hoặc là vật cảnh. Những cái nền đơn giản hoặc là những cái hình ảnh mà có người đứng xa hoặc là những vật xa như thế này này thì nó làm sẽ đơn giản hơn. Nhưng mà các bạn thấy khá nhanh đúng không? Nhưng mà một số lưu ý là khi các bạn mà xóa người đi rồi ấy, thì nó còn phần những cái phần bóng như này này thì mình cần phải xóa nốt nó đi thì làm ảnh nó mới chân thực được. Ứng dụng này xóa rất đơn giản này các bạn. Rồi, mình sẽ so sánh các bạn xem này. Làm rất là nhanh. Nhanh hơn ứng dụng PixArt rất nhiều nhưng mà có một hạn chế của nó là nó không thể làm những cái bức ảnh mà có cái nền phức tạp hoặc là ví dụ là cái vật cần xóa nó chiếm một cái vị trí rất là lớn ở trong bức ảnh này chẳng hạn. Mình sẽ không thể xóa được. Đấy là với những cái nền phức tạp, với những nền đơn giản này thì kể cả xóa bạn này đi thì vẽ qua vài lần thì mình cũng có thể xóa được. Rồi lưu lại thì các bạn bấm vào xuất và chọn lưu. Rồi xong, cảm ơn các bạn đã xem video này.